Việt Long nó quay về rồi, Việt Long quay về rồi. Việt Long, không nên ngông cuồng, ta đã tới đây. Hả? Thạch Cảm Đan. Bệ hạ, bệ hạ, Thạch Cảm Đan đã đến rồi. Đến rồi, may quá. Đúng vậy, may quá. Ta và ngươi không thù không quán, tại sao ngươi năm lần bảy lượt kiếm chuyện gây hấn làm hỏng chuyện của ta? Là đạo lý gì? Tình nghiệt súc vi phạm thiên điều, bị Long tộc bãi bỏ đến thượng tam quan, đến nay vẫn không biết hối cải, còn đến đây gây thêm sóng gió, liên minh với thượng cổ quái thú, làm trái ý trời, tàn sát loài người, gây hại nhân gian, làm loạn tam giới, đúng là tội không thể tha. Hôm nay Thạch mổ thay trời hành đạo, lấy đầu của ngươi. Ngươi là nghiệt súc thoát ra từ tảng đá, không biết trời cao đất dày, ăn nói ngông cuồng, ngang ngược tự cao, liên tục làm hỏng chuyện của ta. Người chết không đủ đền tội. Chẳng lẽ người cho rằng ta sợ người sao? Tình nghiệt lòng chán sống kìa. Ta hết lời khuyên ngăn, bỏ vũ khí xuống, xuống tay chịu trói, có thể tha thứ. Nếu không, chỉ trong chớp mắt, cho người đầu lìa khỏi cổ. Với khả năng thấp kém của người, vậy mà dám ăn nói hỗn láo với ta sao? Đúng là ngươi không biết xấu hổ là gì. Hãy nhận một đao của ta đi. Nghiệt súc, nộp mạng đi. Mở. Lăng gia, nhìn kìa. Đẹp quá rồi, tốt quá rồi. Con gì xúc quá, đã bị ta đánh rớt xuống hồ rồi. Hai người qua đó coi thử đi. Được, đi đi. Quán ngô! Giết hắn đi!
Giết đi. Đánh ra, đánh ra, đánh ra. Giết hắn đi. Giết hắn đi. Giết hắn đi. Con nghi súc kia giúp ác làm dữ, gây hại nhân gian, hiếp đáp bá tánh, tội không thể tha. Hôm nay ta đây thấy trời hành đạo, chém đầu của ngươi, yên lòng thiên hạ. Cảm đau. Quýnh xem, hắn khóc kìa. Con nghi súc kia tác yêu tác quái, sắp tới lúc chết cũng biết sợ hãi hay sao? Hôm nay ta bại trong tay của ngươi, chỉ có chết thôi, không còn gì để nói. Chỉ tiếc là ta chưa trả được thù cho dưỡng của mình, cho nên ta mới đau lòng rơi lệ thôi. Hả? Dưỡng của ngươi lại có quan tình gì không? Ê, cậu không nên tin hắn nói bậy nha. Làm gì có dưỡng hay cô gì ở đây. Chẳng qua hắn muốn kể chuyện bi thảm, mong được cậu thương hại hắn mà tha chết cho hắn thôi. Lần trước tôi vào trong Long Đàm tại Giặc Vũ Trạch, tôi có từng nghe hắn kể cho thẩn nghe chuyện này. Tôi thấy vẻ mặt gian xảo của tên này, dưỡng của hắn cũng không tốt lành gì đâu. Nè, kể nghe coi, dưỡng ngươi bị sao vậy? Dưỡng của tôi là Ti Vũ Đại Long Thần tại vùng Lạc Hà, bị thiên đình giết quan mà chết. Tôi vì trả thù cho ông ấy đã phóng quả thiêu rụi Cốc Hà Long Cung, do đó vi phạm thiên điều, dẫn đến bị bãi bỏ đinh thượng tam qua, đài xuống trần gian. Sao hả? Dưỡng của ngươi là Lạc Hà Long Bá sao? Đúng vậy. Ông ấy bị giết quan, chết trong tay của nhân tạo Triệu Hắc Hổ. Đừng nghe hắn bịa chuyện, đường đường là Đại Long Thần, có lý nào lại chết trong tay của người phàm được? Đúng là hắn nói hàm hồ à. Thánh thượng gia lâm. Bình thân. Đại thần, con Nguyệt Long này nói không sai, có chuyện như vậy đó. Hả? Đó là hồi tiên đế còn sống, Hoàng Hà Long Bá được thầy bói trong thành Viên Thủ Thành chỉ cách cho ông ấy, báo mộng cho tiên đế, kêu tiên đế vào giờ ngọ ba khắc giữ chân của Triệu Thừa Tướng. Và tiên đế đã hứa sẽ cứu mạng của Lão Long Dương, nhưng nào ngờ Triệu Thừa Tướng nằm mơ linh hồn xuất khiếu trảm sát Lão Long Dương. Tiên đế có lòng nhưng mà không đủ sức. Thì ra là vậy. Đúng vậy. Sau sự kiện đó, trong lòng tiên đế không ngừng hổ thẹn và tự trách, thấy mình có lỗi với Lạc Hà Long Bá. Cho dù ngươi có quan tình, cũng không nên tiếp tay cho thần cứu anh và cự hát, ra tay gieo ác nhân gian, làm hại tới bá tánh. Tại tôi nhất thời hồ đồ, nghe theo lời ngon ngọt của thẩn. Hắn nói với tôi, chỉ cần giúp hắn đổi được 3996 dương nam trinh nữ và con nít, thiên giới với tôn Khuê Càng Pháp Tổ sẽ được lâm thế. Đến lúc đó tôi sẽ là Thủy Thánh Thiên Tôn, thiên hạ Long Thần Đại Tổng Quản. Cho dù là Tứ Hải Long Dương, Giang Hà Hoài Tục đều do tôi thống lĩnh. Nếu thật sự được như vậy, tôi muốn trả thù thế nào cũng được. Một bước xa cơ ngàn đời hận, cậu không bao giờ ngờ được, trong lúc then chốt nhất, thẩn và cự hát, bọn yêu nghiệt gian nịnh ác độc tội ác tày trời, sau cùng lại bỏ rơi cậu. Cậu đã thấy chưa? Tội nghiệp thâm trọng, chấp nhận chịu chết. Nhưng trước khi tôi chết, mong huynh cho phép tôi đến gian sông để bái tế dưỡng tôi. Ta vợ bộ mặt của hắn không giống như đang nói dối đâu. Tất cả những gì hắn làm đều là bị thẩn dụ dỗ hắn thôi. Nguồn ích thực, không thể hoàn toàn trách tội hắn. Đại thần, bọn yêu tinh đó đã bắt đi hơn 2000 thanh niên nam nữ của Khai Phong Thành chúng tôi. Hả? Đúng vậy. Đó là trước khi đại thần đến đây, chúng tôi sẽ bị yêu nghiệt quỷ thành buộc lòng chúng tôi phải dâng số người đó cho hắn. Nếu như đại thần có thể tha mạng cho Ngao Thân, kêu hắn dẫn đường đến tận sào huyệt của bọn yêu nghiệt, cứu thoát số thanh niên đó, như vậy đúng là công đức vô lượng, tạo phúc cho ba tánh rồi. Người nói rất đúng. Ngao Thân, nếu ta không giết người, chẳng hay người có đồng ý đưa ta đi cứu người hay không? Chỉ cần Thạch Thánh tha chết cho tôi, Ngao Thân tôi sẽ theo hầu ngài suốt đời. Người có biết sào huyệt của bọn họ đóng ở đâu hay không? Đóng trong Thủ Dương Sơn. Bệ hạ, đích thân thần phải đến Thủ Dương Sơn cứu thoát Dương Nam Trinh Nữ và con nít, tiêu diệt yêu quái.
Trẫm thay mặt tất cả bá tánh của Khai Phong tạ ơn đại thần cứu mạng. Bệ hạ không cần khách sáo. Hàng ma trừ yêu bảo vệ bình an, đây là công việc cần làm của những người tu đạo giống như chúng tôi. Lần này đại thần lên đường, lúc nào mới có thể quay về? Nếu như chúng tôi có thể trả ma trừ yêu bình an trở về, tất cả mọi cái chuông trong Bạch Mã Tự mà tôi từng ở, tự nó sẽ vang lên. Trẫm đã nhớ rồi. Được, chúng ta đi mau. Đi. Mau nhìn xem. Là hắn. Hắn ta lại. Các vị quen hắn sao? Đừng hỏi nhiều, lấy đồ nghề đi. Thấy phản ứng của các vị đây, chắc không xa lạ gì với Dương Mỗ đâu. Nếu đã như vậy, lão phu xin nói thẳng vào đề. Nói thẳng vào đề gì chứ? Lão phu có một câu hỏi, muốn hỏi người cho rõ, hy vọng người có thể trả lời đúng sự thật. Câu hỏi gì vậy? Người có phải là thời là trốn thoát ở Trùng Hoa Cung, trọng ngục của Thiên Đình không? Tất nhiên là không phải rồi. Vị thượng nhân này, ngài hiểu lầm rồi. Quân ấy không phải là yêu Long Thận, mà là Thạch Cảm Đan do Thái Sơn Linh Thạch sinh ra. Tên yêu Long Thận đó tôi không lạ gì hắn. Nay hắn đang ở Thủ Dương Sơn. Đúng vậy. Nhưng theo lời Na Tra Tam Thái Tử nói, người nói hiện nay đang ở Thủ Dương Sơn là đệ tử đích truyền của hắn, là đại hộ pháp do Ngọc Đế âm định, Thái Sơn Thạch Thánh Thạch Cửu Linh. Hả? Sao hả? Thạch Cửu Linh? Vậy tiểu thần có quen người đó? Ngươi là con Nghiệt Long gây hại ở Khai Phong chứ gì? Đúng vậy. Tiểu thần mong đoái công chuộc tội. Hắn thật sự không phải thần? Tất nhiên không phải. Buông vũ khí xuống. Ông vừa nói gì? Buông vũ khí xuống, lập tức theo lão phu đến Thiên Đình một chuyến. Chỉ cần tiên pháp ti nói ngươi không phải yêu nghiệt, lập tức có thể trở về trần gian. Tôi còn công việc cần phải làm, bây giờ không thể theo ông trở về Thiên Đình. Có bất cứ chuyện gì gì chờ sau khi từ Thiên Đình trở về. Xin hỏi, tại sao tôi phải theo ông lên Thiên Đình chứ? Vì ta nghi ngờ ngươi chính là yêu nghiệt hạ phàm. Có phải yêu nghiệt hay không, trong lòng tôi tự biết rõ, không cần người ngoài đứng ra phán đoán, cũng không cần lên Thiên Đình nhờ thiên pháp ti gì đó xác minh. Chúng ta đi. Ngươi vẫn chưa hiểu ý ta sao? Được, vậy tôi sẽ lắng nghe. Nếu như ngươi là yêu nghiệt thì ngươi phải chết. Ông là ai? Ông lấy quyền gì quyết định sự sống chết của người ta? Lão phu đã nói quá nhiều rồi. Đối với ta mà nói, xem như đã phá lệ, lập tức bỏ vũ khí xuống, theo ta tới Thiên Đình xác minh. Nếu không, chỉ trong chốc lát ta sẽ cho ngươi biết lợi hại. Ông có bản lĩnh cứ việc trổ tài, muốn tôi đi theo ông, không có cửa đâu. Có giỏi cứ việc trả tay đi. Ta không muốn giết người, chỉ kêu người đi theo ta thôi. Cho dù ông giết dù ông, tôi cũng không đi theo ông. Sức chịu đựng của ta có giới hạn. Đừng dư hơi nữa, muốn giết cứ giết. Xem lão châu tao đây. Sức mạnh thật đáng sợ. Hắn
đi mau. Tôi vẫn nói câu đó, muốn giết cứ việc ra tay, muốn tôi đi theo không có cửa. Đây là quyết định sau cùng của ngươi sao? Đúng vậy. Như vậy thì ngươi đừng trách lão phu sao vô tình. Thật đáng tiếc. Muốn chúng giết tôi, hai quân đấy đi. Ngọc Liên, cô. Trong tam giới này có thể kịp dừng tay như ta không nhiều hơn ba người. Số may mắn như vậy không phải lúc nào cũng có. Ta không cần số may mắn gì. Ngọc Liên, ngươi cứ giết ta đi. Trời ơi, già già của tôi ơi, ông hãy nương tay mà tha cho chúng tôi được không? Tha cho chúng tôi đi. Ngài cứ giết tôi đi. Tôi từng là thuộc hạ là Thẩn. Chính Thẩn kêu tôi quá thành rồng đến Khai Phong Thành để bắt Dương Nam Trinh Nữ và con nít. Sao cậu làm như vậy chứ? Tôi rơi vào tay của huynh. Chẳng những huynh không giết tôi mà còn cho tôi cơ hội làm lại từ đầu. Ngạo Thần ghi nhận ơn này. Bây giờ là lúc tôi phải đền ơn. Để tôi chết tha cho huynh. Hồ đồ lắm. Tên họ Dương này chỉ cần tôi mà thôi, không liên quan tới mọi người. Cho dù mọi người có chết, hắn vẫn dẫn tôi đi mà thôi. Được rồi, chỉ cần đi theo ta, ta hứa không làm hại họ. Được, tôi đi theo. Huynh không được đi, tôi không cho huynh đi. Hơn 1000 năm qua, lần đầu tiên lão phu bỏ vũ khí trong tay xuống. Tốt hơn hết cậu đừng làm cho ta thất vọng. Đi thôi. Học. Hả? Tiểu nhân vô lễ. Đại ca, nhìn kìa, bên đó có người. Là hắn. Chẳng qua chỉ là ảo giác, có gì phải sợ chứ. Nhị lang thần này quá trang giống lắm chứ. Định làm hại chúng tôi sao? Tuy chỉ là giả thôi, nhưng cũng phải cho hắn biết lợi hại của lão châu ta, xem như trút cơn giận à. Nhị đệ cẩn thận. Đến kìa. Chẳng phải quên nói áo giáp này là giả sao? Điều gì gạt chúng ta thôi hả? Hắn đang sống nhăn kìa. Im đi. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Đúng vậy. Sao ông không chịu buông tha cho chúng tôi chứ? Lần trước lão phu đã mắc lừa bởi lời ngon tiếng ngọt của người. Vì ta sơ ý cho nên các người mới có cơ hội dùng quỷ kế chạy thoát thôi. Các người đáng ghét vô cùng, hôm nay đã rơi vào tay lão phu, ngươi còn gì để nói? Biết điều lập tức buông vũ khí xuống đầu hàng. Nếu không chỉ trong chốc lát, ta khiến các người chết không có chỗ chôn thây. Họ Dương kia, ông không khác gì như sâu đục khoét, đeo tôi như đĩa. Ông đeo tôi từ trên trời xuống dưới đất, rốt cuộc ông muốn gì đây? Thạch Cảm Đan, tên yêu nghiệt khúc tủy gặm xương, tội ác tày trời, tự ý trốn khỏi Trùng Hoa Cung, trốn thiên đình cũng đã đành rồi. Nay lại ngang nhiên cấu kết với Khuê Càng, tiếp tay cho hắn gây ác nhân gian, đòi bắt Dương Nam Trinh Nữ và con nít cho tên ác ma dùng bữa. Đúng là lòng lan dạ sói, ác hơn cả loài cầm thú. Nếu hôm nay ta không thủ tiêu các người, sao có thể thể hiện đức hảo sinh của trời? Các người mau nộp mạng. Rốt cuộc ông muốn nói gì đây? Ai là người trốn khỏi thiên đình? Ai là người tiếp tay cho tên ác ma đó? Và người nào đã bắt bớ Dương Nam Trinh Nữ? Nghiệt súc, sắp chết tới nơi mà còn hòng biện luận cho mình sao? Người tưởng bổn tôn không biết người là ai à? Người chính là hóa thân của thượng cổ cự yêu Thần. Ông là thiên thần, ngang ngược bá đạo, chỉ biết ý mạnh hiếp kẻ yếu, không biết thật giả, bất phân thị phi, đúng là khiến người ta bất mãn. Người nói ai là kẻ ăn hiếp kẻ yếu không biết thật giả? Tất nhiên là ông rồi. Các người đều là đại thần ở trên trời, pháp lực vô biên. Tại sao không dùng thần lực để xem cho kỹ coi tôi có phải là Thần hay là không? Có phải do tôi bắt bớ Dương Nam Trinh Nữ và con nít hay không?
có phải là tôi đã điểm quá ngôi trang diện này hay không? Cũng là cách nói đó vẫn không ngừng xáo biện. Ngươi không cảm thấy ngươi đang sỉ nhục trí tuệ của lão phu sao? Rốt cuộc bây giờ tôi đã hiểu thế nào là đệ nhất đẳng đại thần, thế nào là pháp lực vô biên, đều là giả. Các người cũng cố chấp ngu đần, là bọn lừa gạt tự cao, mượn danh của thiên thần làm gian can luật, không biết thị phi, còn thua kém phàm phu tục tử. Tiểu tử vô lễ ngang nhiên ăn nói hỗn láo sỉ nhục thượng thần, đúng là ta muốn nhịn ngươi cũng không thể nhịn được. Họ Dương kia, lần gặp nhau đầu tiên ông đã đòi lấy mạng của tôi như hình với bóng, lên trời xuống đất. Ông chưa bao giờ chịu nghe tôi giải thích biện bạch. Nếu vậy, cho dù cảm đang tôi có trăm ngàn cái miệng cũng khó nói cho rõ. Nếu đã như vậy, tôi đành phải tiếp ông đến cùng mà thôi. Lên đi. Nếu chúng cũng chạy không thoát, chúng ta cứ liều chết với tên lão già đó thôi. Quân đệ sát cánh bên nhau. Lên. Đại ca giỏi, đánh cho tên lão già đó đứt làm đôi. Đệ sẽ cho hắn thêm một cạo đinh nữa, cho hắn quy tiên luôn. Không ổn rồi, cẩn thận. Ngươi cũng mạnh tay lắm đó. Cảm đang. Hả? Thu. Vị Lăng gia, ngài đúng là pháp lực vô biên đó. Hàng ma trừ yêu, vì dân trừ hại, không hẹn là đại thần xếp hàng đầu ở trên thiên đình. Bổn tôn đã tóm gọn tam yêu, phải lập tức lên thiên đình giao chỉ. Vị Lăng gia, cự quái nguy hại nhân gian, tội ác tày trời như Thạch Cảm Đan, lẽ ra phải chánh pháp tại chỗ. Xin nhị lang lập tức dẫn thần công đại pháp, biến tứ yêu này thành tro bụi, răng đe tam giới. Sao ngươi lại nôn nóng như vậy? Tiểu nhân không dám. Tiểu nhân chỉ sợ ngài giải tam yêu này về tam giới, liệu chúng có thể tiếp tục bỏ trốn khỏi đó hay không, để trở về nhân gian. Nếu đã như vậy, sẽ như giao long về biển, thả cọp về rừng rồi. Các người an tâm, lần này tóm được tam yêu, nhất định sẽ truy cứu tội ác của chúng, minh chính điển hình. Dạ, tiểu nhân lo xa thôi. Sau khi bổn tôn đi rồi, khám xét Thủ Dương Sơn Tràng, tìm lại Dương Nam Trinh Nữ và con nít đã bị bắt, sau đó giao cho mọi người xử lý luôn. Dạ rõ. Nhất định phải làm tốt. Về chuyện này bổn tôn sẽ quay lại kiểm tra. Xin vị lang cứ yên tâm, chúng tôi nhất định không nhục sứ mệnh. Các người phải tự lo liệu lấy. Dạ. Hây. Xảy ra chuyện gì? Đây là đâu? Cảm đau. Ngọc Liên, cô có sao hay không?
Mọi người không sao chứ? Không sao. Đây là đâu? Đại vương, có chuyện rồi. Đừng hốt hoảng, có chuyện thạch gì? Thạch Cảm Đăng lại trở về. Hả? Ngươi vừa nói gì? Thạch Cảm Đăng đã trở về rồi, đang ở cửa sơn trang. Nguy rồi, chắc chắn lão già Nhị Lan Thần phát hiện sơ hở của chúng ta, nên thả Thạch Cảm Đăng về đây. Thẩn huynh, chúng ta làm gì bây giờ? Họ có bao nhiêu người? Dạ chỉ có một mình hắn. Vậy sao? Chỉ có mình hắn thôi à? Không thấy Nhị Lan Thần đi chung sao? Không nhìn thấy người khác. Nếu là Nhị Lan Thần phát hiện sơ hở rồi thả hắn về, như vậy Dương Tiễn nhất định đi chung với hắn. Hiện nay chỉ có mình Thạch Cảm Đăng trở về đây, như vậy chứng minh hắn trốn thoát từ trong tay của Nhị Lan Thần. Có lý. Mình lắm. Nói rất là có lý. Thiên đường có lối, ngươi không đi, địa ngục không cửa lại đòi vào. Huynh đệ đâu? Lấy đồ nghề, thủ tiêu Thạch Cảm Đăng, loại trừ mối họa trong lòng chúng ta sau này. Thạch Cảm Đăng, ta phải khâm phục ngươi. Ngươi ngang nhiên có thể chạy thoát từ trong tay của Nhị Lang Hiển Thánh, ngươi đúng là tài ba đó. Nói đi, ngươi đến chỗ này rốt cuộc là muốn làm gì? Đúng vậy, ta chạy thoát từ trong tay của Nhị Lang Thần, cố tình tới đây để tìm các ngươi. Ồ, tìm kiếm chúng ta để làm cái gì? Các ngươi là bọn hung thần ác sát, độc yêu cử quái, đúng là lòng dạ độc xà, quá thành mặt mày của ta, tự xưng do Thái Sơn Linh Thạch sinh ra để lừa gạt Na Tra Tam Thái Tử và qua mặt Nhị Lang Hiển Thánh. Như vậy đã đành, nào ngờ các ngươi vẫn không chịu buông tha ta, dùng quỷ kế để giăng bẫy, từng nhiều lần gạt Nhị Lang Hiển Thánh, làm một máy truy sát ta từ trên trời cho đến ngũ hồ tứ hải. Các ngươi thật là quá độc ác mà. Thạch Cảm Đăng, ngươi nói không sai chút nào. Ngay trong ngày ngươi chào đời, chính ta gặp ngươi ngay trên khe núi, rồi dùng bảo kiếm đâm xuyên lồng ngực của ngươi. Thật đáng tiếc, không thể hạ sát ngươi để lại tai họa về sau. Ngươi nói không sai chút nào, cũng chính là do ta mạo nhận tên của ngươi để lấy lòng tin của Na Tra, được hắn nhận làm đệ tử. Cũng là ta dùng mưu kế dẫn đường cho Nhị Lan Thần để đuổi giết ngươi. Nhị Lan Thần và Na Tra tự xưng thiên hạ đại thần. Vậy mà ngang nhiên cho ta thao túng trong lòng bàn tay, thay ta làm cây đao giết người. Nhị Lan Thần từng nói, thượng cổ cử quái trốn khỏi thiên đình trong ngục trùng hoa cung, gồm có Thẩn, Cửu Anh và Cử Hát, chính là các ngươi hay sao? Hắn nói hoàn toàn chính xác. Ta đây chính là Thẩn. Ta và ngươi ngày xưa không thù, hôm nay không oán, tại sao ngươi phải hãm hại ta chứ? Chỉ biết tự trách mình xấu số thôi. Khuê Can Pháp Tổ kêu chúng ta kết liễu mạng sống của ngươi đó. Khuê Can Pháp Tổ à? Đúng vậy, chúng ta đều là thuộc hạ của Khuê Can Pháp Tổ. Nói vậy ngươi hiểu chưa? Hôm đó Na Tra phụng ý chỉ của Ngọc Đế hạ giới để tìm kiếm tam giới đại hộ pháp. Vị tam giới hộ pháp đó thật ra chính là ngươi, Thạch Cảm Đăng. Do đó lẽ ra Na Tra phải đến Thái Sơn để tìm ngươi. Vậy sao? Đúng vậy, và chúng ta cũng vừa nhận nghiêm lệnh của Khuê Can Pháp Tổ đi đến Thái Sơn hạ sát Thạch Cảm Đăng. Nhưng mà không ngờ rằng lại có sự đột biến. Ngươi đã ảo qua sớm hơn và rời khỏi nơi sinh ra ngươi, Định Thái Sơn Ngọc Hoàng. Còn Na Tra và ta lại cùng một thời gian cùng tới chỗ này. Ta nói với Na Tra, ta chính là thạch tinh do cửu linh thạch ở trên đỉnh Ngọc Hoàng ảo qua. Na Tra không một chút do dự và tin tưởng, nhận ta làm đệ tử. Còn đặt cho ta một cái tên, Thạch Cửu Linh. Thì ra là vậy. Lúc bấy giờ, Nhị Lan Thần phụng ý chỉ của Ngọc Hoàng hạ giới đuổi bắt Thẩn, Cửu Anh và Cự Hát. Ba chúng ta tại Thái Sơn hai bên chạm mặt. Do ta nhanh trí, tự giới thiệu mình là đệ tử của Na Tra, mới vừa thoát khỏi tay ngươi, Thạch Cảm Đăng.
mới là độc long yêu thần. Có lẽ ngươi không biết, quan hệ giữa Na Tra và Nhị Lang Thần rất thân. Na Tra gọi hắn bằng sư thúc. Nghe ta nói xong, Nhị Lang Thần hiện thánh tin là có thật, lập tức lên đường để tìm kiếm ngươi. Đây chính là do tại sao Nhị Lang Thần vừa gặp ngươi không hỏi rõ đầu đuôi, liền lập tức đòi ra lấy mạng của ngươi. Chuyện đã như vậy, xem như ta triệt để hiểu rõ. Thì ra số dương nam trinh nữ và con nít đều do các người bắt từ nhân gian rồi nhốt trong Thủ Dương Sơn Trang, có phải vậy hay không? Chuyện đó đương nhiên rồi. Lý do mà chúng ta điểm quá ngôi Thủ Dương Sơn Trang này, dụ dỗ Ngao Thần tấn công Khai Phong, chính vì mục đích này. Các ngươi cần dương nam trinh nữ và con nít để làm gì chứ? Sao hả? Ngao Thần không kể ngươi nghe sao? Những người đó không phải ta lấy đâu, mà là lấy cho Khuê Can Pháp Tổ đang ở Atula giới thôi. Người cần tinh huyết của bọn chúng để tạo ra thể xác sớm tiến quân vào tam giới. Hả? Thạch Cảm Đan, ta thấy ngươi cũng là kẻ thông minh, biết điều, nên đi theo chúng ta góp sức cho Khuê Can Pháp Tổ. Ta cam đoan với ngươi, muốn mưa có mưa, muốn gió có gió. Ngươi câm miệng đi. Bả tên yêu tặc kia lợi dụng âm mưu quỷ kế để hãm hại ta đi, sao ta có thể để yên cho các ngươi được chứ? Thạch Cảm Đan, ngươi thoát khỏi chỗ của Nhị Lang Thần, nay đã trở thành kẻ cô độc. Sao không nhanh chóng bỏ trốn, còn chạy tới đây nộp mạng chứ? Hôm nay Thủ Dương Sơn Trang này sẽ là nơi chôn xác của ngươi. Sắp chết tới nơi rồi mà vẫn còn cười được hay sao? Ta đây, cười các ngươi đúng là bọn con nít, đúng là không đánh cũng khai. Ý ngươi là gì? Ngươi không phải Thạch Cảm Đan sao? Con yêu long kia, mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ xem lão phu là ai. Nguy rồi, mắc lừa rồi. Tam quái vô liêm sỉ, tự ý trốn khỏi Trùng Hoa Cung đã là tội chết. Sau khi các ngươi đã hạ giới, ngang nhiên tiếp tay cho ác ma gây ác, làm nô lệ của Quê Càng, mạo danh người khác hãm hại trung lương, đáng lên án hơn. Các ngươi gây rối nhân gian, làm loạn tam giới, bắt cóc ba tánh vô tội. Ta muốn nhịn cũng không nhịn được, không giết các ngươi thì trời đất nào dung. Hôm nay đã rơi vào tay của lão phu rồi, các ngươi còn gì để nói? Biến mau, bất kỳ ác tặc, mau nộp mặt. Đó chơi con nít sao? Mau mà rút về Thủ Dương Tam Trận. Nghiệt súc, chạy đâu cho thoát, nộp mạng cho ta. Trận này dùng chiêu hồn phá của Linh Vũ Đạo Quân khởi động đó. Chỉ là trò chơi trẻ con. Không, thời cơ vẫn chưa đến. Giao nó cho Thạch Cảm Đan. Đốt. Ê, nhìn kia. Ừ?
Xin hỏi thượng thần, chỗ này là chỗ nào? Là ông? Đúng vậy, là ta. Ngạc nhiên à? Ngao Tân nói rất đúng, đủ tư cách để đi trên thiên giám này. Tại tiên giới chẳng có bao nhiêu người. Ông muốn làm gì đây? Các ngươi không cảm thấy những trải nghiệm trong mấy ngày qua lạ lắm hay sao? Lẽ ra các ngươi bị ta bắt được phải ở trong tay của ta mới đúng. Tại sao lại đi tới vùng núi Hoàng Du đó chứ? Ông, những gì các ngươi gặp được trong rừng đều là những chuyện lạ người lạ, không hợp tình hợp lý, không đâu vào đâu. Ông, chẳng lẽ tất cả mọi chuyện đều do ông? Không sai. Tất cả những gì các ngươi đã trải nghiệm đều do bổn tôn thăm dò các ngươi. Thăm dò à? Thế nào, bây giờ đã hiểu chưa? Chẳng hay Nhị Lang gia tính thăm dò chuyện gì? Thạch Cửu Linh đệ tử của Na Tra nói với ta, cậu do độc long thẩn quá thần, nguyên lực khủng khiếp cao siêu đã bộc phát, đến khiến lão phu đây tin là chuyện có thật. Ngài là Nhị Lang gia, nhưng mà không hỏi rõ đầu đuôi, cứ đòi truy sát chúng tôi. Đương nhiên, Ngọc Đế kêu ta tuần tra thiên hạ, đuổi bắt yêu long thẩn, đã trốn khỏi thiên đình trong ngục Trung Hoa Cung đối phó với yêu tà. Xưa nay bổn tôn quyết không nương tay đâu. Cách nay 1000 năm, bổn tôn dây Tiểu Mai Sơn đã sử dụng đại nguyên lực giết sạch lũ quái Mãng Linh Xà và Sơn Tinh Thủ Quái, tổng cộng hơn 800 tên, không chừa bất cứ tên nào. Chuyện này chấn động cả thiên đình. 300 năm trước, bổn tôn phụng điều chinh thảo Nam Phương Thủy tộc, ngay tại bãi Vĩnh Thủy hạ sát Nam Bộ Thủy Yêu hơn 3000 tên, được mệnh danh Linh Đồ. Theo vậy cho thấy lão phu đối với yêu quái không có bất kỳ lòng nhân từ nào cả. Phật Tổ Tây Thiên từng nói với lão phu, thiên linh địa quái không dễ gì có được, hy vọng lão phu có thể nương tay. Có biết lão phu trả lời với Phật Tổ thế nào hay không? Trừ yêu tận gốc. Như vậy có nghĩa là Nhị Lang gia phải ra tay loại trừ chúng tôi rồi, có phải không? Cho tới hôm nay, bổn tôn có thể khẳng định một chuyện. Là chuyện gì? Cậu không phải là hóa thân của thần. Lão phu đã trách lầm cậu rồi đó. Cậu là người hiền lành, thẳng thắn đôn hậu, công bằng khiêm tốn, không ghi hận, không tham tiền, không háo sắc, thuộc hàng thượng phẩm của thần. Nếu như ta phán đoán chính xác và khẳng định cậu chính là tam giới đại hộ pháp do Ngọc Đế chọn lựa, là thạch tần do Cửu Linh Thạch trên Thái Sơn sanh ra, thì sao? Nếu như lần này Nhị Lang gia lại nhận lầm nữa thì sao? Nếu như lần này sự phán đoán của bổn tôn có sai lầm, thì ta sẽ đích thân đi gặp Ngọc Đế đề cử cậu đảm nhiệm chức tam giới đại hộ pháp. Hả? Vậy sao phải làm vậy chứ? Có lẽ cậu không biết, 3 lần thăm dò mà cậu từng trải, rất nhiều đại thần cũng từng trải qua. Ngọc Hoàng Đại Đế, Thái Thượng Lão Quân, tất nhiên bổn tôn cũng không có ngoại lệ. Ngọc Hoàng Đại Đế và Thái Thượng Lão Quân cũng từng trải qua thăm dò hả? Đúng vậy. Nhị Lang gia, ngài cũng từng trải sao? Theo như ta biết, ngoại trừ cậu ra, có thể thông qua hoàn hảo tuyệt đối như vậy thì chỉ có Ngọc Đế và Thái Thượng Lão Quân. Hả? Sao hả? Tôi... Đúng vậy. Cậu, Ngọc Đế và Thái Thượng Lão Quân đều như nhau, thông qua thăm dò một cách hoàn hảo tuyệt đối. Còn các thiên thần khác, ai cũng có khuyết điểm khác nhau. Như vậy có nghĩa là ngài cũng có khuyết điểm sao?
Chuyện đó đương nhiên. Bổn tôn ở ải thứ hai, có nghĩa là lúc gặp ông cụ tại cầu Dòm, tuy đã giúp ông ấy lượm lại được chiếc giày rớt xuống chân núi, nhưng lại không cõng ông ấy qua cầu. Rồi đến lượt ải thứ ba, không mang của cải trong miếu đi chôn cất, đó là do bản tính ngạo mạn của lão phu quyết định. Về điểm này, ta nghĩ cậu cũng cảm nhận được. Tuy Thạch Cửu Linh nói với ta, cậu là do thần quá thần, nhưng trải qua nhiều lần giao đấu, ta cảm nhận được cậu có nghĩa khí trọng tình cảm trên người không có yêu khí. Do đó bổn tôn đưa ra phán đoán sau cùng, cậu không phải là quá thần của thần, cho nên mới điểm quá thăm dò. Nhưng ta không thể nào ngờ được rằng cậu lại trở thành Sao Ngọc Đế và Thái Thượng Lão Quân, là người thứ ba trải qua thăm dò một cách hoàn hảo nhất. Hả? Trời, đại ca, huynh sánh ngang tầm với Ngọc Đế và Thái Thượng Lão Quân, huynh quá lệ hại đó. Do đó, ta khẳng định rằng cậu là tam giới đại hộ pháp, do Ngọc Đế đã khâm định Thái Sơn Thạch Thanh. Quả nhiên là cậu rồi. Nhị Lang gia, Thạch Cảm đang vừa chào đời đã bị ba tên yêu nhân đâm một nhát kiếm vào người, xém chút bất mạng. Sau đó liên tục bị Nhị Lang gia truy sát. Cho nên tôi nghĩ, tại sao số mạng của tôi lại xui xẻo tới như vậy? Tại sao ông trời không chịu thương hại tôi chứ? Sau đó lúc tôi thu phục Ngao Thân, rốt cuộc cho tôi gặp lại tên yêu nhân đã đâm tôi một nhát đó. Ngao Thân gọi hắn là Thẩn Huynh, đạo trường của hắn ở Thủ Dương Sơn. Từ đó tôi mới biết rõ, thì ra mọi nghịch cảnh mà tôi gặp sau khi chào đời đều do tên yêu nhân đó ban cho. Tôi nghĩ tên Thạch Cửu Linh gì đó là do Nhị Lang gia nói nhất định là yêu. Cậu nói rất đúng. Sau khi ta bắt các vị vào túi, ta càng nghĩ càng nghi ngờ, cho nên ngày hôm sau ta biến thành khuôn mặt Thạch Cảm Đan tiến vào Thủ Dương Sơn. Quả nhiên ba tên nghiệt súc đó bị dồn vào đường cùng, buộc phải nói rõ, chính là Thẩn, Cửu Anh và Cự Hát. Thì ra là vậy. Thạch Cảm Đan, cậu trải qua kiếp nạn này, xem như là ông trời sắp trọng trách cho cậu, cho nên khổ kỳ tâm trí, lao kỳ gân cốt, ngã kỳ thể phu, không phạt kỳ thân. Và cũng trải qua những thử thách này, cậu đã hoàn hảo thông qua thăm dò của Thượng Thần. Nay mai, cậu sẽ trở thành tam giới đại hộ pháp. Nhị Lang Thần, pháp thuật của tôi kém cỏi, chỉ biết những võ nghệ thấp hèn như là người phàm, tôi không có khả năng đảm nhiệm trọng trách tam giới đại hộ pháp được đâu. Di thần giả chỉ cần có nhân ái trung thành, công bằng khiêm tốn, can chính nghĩa khí. Còn về pháp lực võ nghệ, cậu có thể học tập. Đó chẳng qua là chi tiết nhỏ sau cùng. Ừ. Nhị Lang gia, bây giờ chúng ta phải đi đâu vậy? Chẳng lẽ ngài đưa chúng tôi đi diện kiến Ngọc Đế hay sao? Ngươi định đi tới đâu? Chúng tôi phải đến Thủ Dương Sơn Trang trước, hạ sát Thẩn, Cứu Anh và Cự Hát, cứu thoát ba tánh Khai Phong đang bị chúng giam giữ. Đi theo ta. Xem đi. Trở về rồi. Này có Nhị Lang gia hậu thuẫn, chúng ta có thể đánh trận lớn rồi. Chúng ta phải cho bọn khốn kiếp này biết tay. Quách Thần. Dạ, Nhị Lang gia. Lập tức dẫn theo Khang Trương, Diêu Lý, Tư Thái Quý và 500 thảo đầu thần bao vây Thủ Dương Sơn Trang cho đầy kín. Kẻ nào dám xông ra, giết không tha. Dạ. Là Thác Tháp Lý Thiên Dương, sao ông ấy lại ở đây? Tiểu Lan, là con à? Sao con lại ở đây? Sư thúc cũng tới đây, sao Tiểu Lan không tới được? Nhất định do ba tên yêu nghiệt này thuyết phục con làm bùa hộ mệnh của họ chứ gì. Không, sư thúc nói sai rồi. Ba người này không phải yêu nghiệt. Bọn người của Thạch Cảm Đan đang đứng bên cạnh thúc mới là Thẩn, Cửu Anh và Cửu Hát. À, sao con lại dám khẳng định như vậy? Tối qua Thạch Cửu Linh dùng kiệt ngữ mời con tới đây, nói sư thúc chịu sự xúi giục của Thẩn,
không hỏi rõ đầu đuôi. Dù khống họ là thượng cổ cự quái thần, cự anh và cự hát, rồi ra tay loại trừ họ. Tam yêu này đúng là bọn xạo trá. Hôm qua lúc họ giao đấu với ta đã thừa nhận mình là thần, cự anh và cự hát, trốn khỏi Trùng Hoa Cung. Chính bản thân họ nói, không lẽ là giả được sao? Vì xác minh thân phận của họ, con đã đến chỗ phụ thân Lý Thiên Dương để mượn kính chiếu yêu, đích thân xác minh lại ba người này. Hả? Kết quả thế nào? Thạch Cửu Linh không phải là quá thân của thần, mà là do Thái Sơn Cự Thạch biến hóa. Chuyện này là sao vậy? Chiếu yêu bảo kính của Lý Thiên Dương giám quỷ tích yêu là linh nghiệm nhất. Năm xưa lúc ta hàng phục Tề Thiên Đại Thánh trên thiên đình là nhờ vào kính chiếu yêu này để xác định hành tung của Tôn Ngộ Không. Nhưng hôm nay tại sao bảo kính này lại mất linh như vậy? Trong chuyện này nhất định là có vấn đề. Sao hả? Sư thúc còn gì để nói nữa không? Không, Tiểu Lan, con bị yêu tà qua mặt rồi. Cái gọi là Thạch Cửu Linh chính là yêu long thẫn. Biệt tài của hắn chính là tung tin đồn nhảm, yêu ngôn hoạt chúng. Trước khi tới đây, lão phu cũng từng nhiều lần bị hắn qua mặt rồi. Cũng may là sau cùng cũng khám phá ra được đó. Vậy yêu tặc mà sư thúc nói là ám chỉ ai? Hiện nay chúng đang đứng bên cạnh con chính là thượng cổ tam yêu thẫn Cửu Anh và Cự Hát. Hôm qua họ đã thẳng thắn nhìn nhận thân phận mình với lão phu rồi, còn đại chiến với lão phu mấy chục hồi. Thẩn Cửu Anh bị thương, tam yêu trốn vào sân trang rồi dụ lão phu vào trong mê hồn trận, cho nên họ mới có thể thoát thân. Hả? Những lời Nhị Lăng Gia nói có thật không? Ê, trời ơi, sư phụ à, quan cho đệ tử lắm. Đệ tử chưa bao giờ thừa nhận là thượng cổ tam quái hết á. Đó là do Nhị Lăng Gia Gia giá họa cho chúng con thôi mà. Giả lại, đệ tử lấy khả năng đâu mà đối đầu với Nhị Lăng Gia đây? Do Nhị Lăng Gia hiếp người quá đáng, cho nên đệ tử mới rút vào Thủ Dương Tam Trận đó thôi. Nếu không, mạng sống của chúng con khó mà bảo tồn được rồi. Tình yêu tặc to gan, sắp chết tới nơi, người còn hòng nói dối qua mặt để hòng thoát tội. Người chết không đủ đền tội. Yêu nghiệt ác độc tàn nhẫn kia, sao ta có thể tha thứ cho người? Mau nộp mạng. Sao hả? Na Tra, con đòi chống lại ta sao? Tiểu Lan không dám. Với pháp lực và võ công của Dương Tiễn ta, đừng nói là một mình Na Tra con. Cho dù mời luôn của cha con là Lý Thiên Dương, hai vị ca ca Kim Tra Mộc Tra đến đây rồi xông lên cùng lúc, lão phu chưa chắc đã e về. Sư thúc, xin bớt giận, không nên dương oai hổ lang. Sư thúc cũng biết Thạch Cửu Linh do Thái Sơn Linh Thạch sinh ra là tam giới đại hộ pháp do Ngọc Đế khâm định, được Ngọc Đế giao cho trọng trách. Sao Na Tra có thể mặc cho thúc giết hại? Na Tra, buồn cười cho con không rõ thị phi, không rõ người hay yêu, coi tên Độc Long yêu thẫn ngang nhiên trở thành đại hộ pháp do Ngọc Đế khâm định, đúng là có mắt như mù. Uổng cho con mệnh danh là Tam Đàn Hải Hội Đại Thần, đúng là không biết thế gian có hai từ nhục nhã. Nay ta khuyên con hết lời, lập tức tránh qua một bên, nếu không đừng trách lão phu đây vô tình. Sư thúc, vừa rồi con dùng kính chiếu yêu xác định thân phận của họ, chính mắt sư thúc cũng nhìn thấy mà. Thúc, sao thúc lại quả đoán vậy chứ? Kể cả Trùng Hoa Cung trong thiên đình được canh gác nghiêm ngặt và dán cả tam thanh bùa chú, ba tên yêu quái này cũng có thể trốn được. Muốn qua mặt chiếu yêu kính của con là chuyện không đáng gì. Ít ra con vẫn còn kính chiếu yêu làm bằng chứng. Còn sư thúc nói Thạch Cảm đang không phải là yêu tà, thúc dựa vào cái gì? Dựa vào chỗ cậu ấy thông qua thượng thần thăm dò một cách hoàn hảo tuyệt đối. Thúc nói gì chứ? Thạch Cảm Đan là người hoàn hảo tuyệt đối duy nhất thông qua thượng thần thăm dò, chỉ xếp sau Ngọc Hoàng Đại Đế và Thái Thượng Lão Quân thôi. Hả? Vậy không thể nào, không thể nào, không thể nào. Đích thân lão phu đã điểm hóa hư vô sơn trực tiếp giám sát, sao lại không thể nào? Vậy nếu hắn có thể thông qua thượng thần thăm dò, vậy tuyệt đối không thể là yêu tà được.
Sư phụ, sư phụ không nên tin Nhị Lang Thần nói bậy. Hôm qua Nhị Lang Thần mới dẫn bọn người của Thạch Cảm Đan đi khỏi Thủ Dương Sơn Trang, sáng nay lập tức quay về, làm sao có thời gian làm thượng thần thăm dò gì đó. Thượng thần thăm dò, chỉ riêng Nhất Đẳng Đại Thần được xếp hàng đầu mới có thể thao túng được. Nhị Lang gia chính là một trong những người đó. Túc ấy tuyệt đối không mang chuyện này ra nói đùa. Sư phụ, chính sư phụ đã chứng kiến tận mắt rồi. Nguyên thần mà đệ tử hiện rõ với kính chiêu, đó chính là Thái Sơn Linh Thạch. Chuyện đó không giả được. Giả lại, Nhị Lang gia không tin kính chiếu yêu của sư phụ, cớ sao sư phụ phải tin thượng thần thăm dò của hắn chứ? Sư thúc, bất luận thế nào Thạch Cửu Linh cũng là Thái Sơn Thạch Thánh, là tam giới đại hộ pháp và Ngọc Đế khâm định, về điểm này tuyệt đối không sai. Tốt, nếu đã như vậy, vì tam giới đại hộ pháp và Ngọc Đế khâm định này, tại sao không đi truy bắt tam yêu mà lại ở đây điểm quá sơn trang để bắt bá tánh dùng này? Thạch Cửu Linh có nói rõ với con, hắn ở lại Thủ Dương Sơn điểm quá và dàn dựng Thủ Dương Tam Trận, mục đích là nhằm dụ dỗ tam quái do Thẩn cầm đầu đến đây tóm gọn cả lũ. Lời dối trá buồn cười như vậy, không ngờ con có thể tin được sao? Thủ Dương Sơn Trang có sức thu hút gì đối với tam quái như Thẩn, Cửu Anh và Cự Hắc? Tại sao chúng phải tới Thủ Dương Sơn Trang? Vậy lời nói bậy bạ của bọn yêu tà, vậy mà con lại tin là sự thật? Chỉ vì tam quái này là đệ tử của con, cho nên con phớt lờ sự thật mà bao che cho họ, kể cả thượng thần thăm dò cũng dám nghi ngờ, đúng là khiến ta phải khiếp sợ. Con có biết không, trong trang viện này đây đang bắt nhốt gần 4.000 bình dân bá tánh nam nữ và con nít, nay mai sẽ được chuyển đến A-tu-la giới, giao tận tay cho tên ác ma Khuê Càng đó. Còn Khuê Càng sẽ hút tinh khí của họ hình thành thể xác gây hại tam giới. Kẻ thay hắn làm chuyện này chính là ba tên yêu quái đứng bên cạnh con, Thẩn, Cửu Anh và Cử Hắc. Buồn cười cho con là Hải Hội Đại Thần mà bị bọn yêu tà chế nhạo không hay, ngang nhiên đứng ra tranh luận biện hộ cho hắn, đúng là quá hồ đồ. Chẳng lẽ sư thúc cho rằng Thạch Cảm đang đi theo sư thúc mới là người tốt sao? Hắn mới thực sự là quả thân của yêu tà Thẩn. Con có bằng chứng gì Thạch Cảm đang thông qua thượng thần thăm dò một cách hoàn hảo tuyệt đối? Nó muốn hạ sát yêu tạc để cứu thoát bình dân bá tánh và con nít, cho nên mới đến Thủ Dương Sơn Trang này quyết trận tử chiến với tam yêu. Dựa vào đâu con nói đó là hóa thân của Thẩn? Con hãy nói cho ta nghe đi. Con thật ra là con không biết gì hết, cũng chưa từng nhìn thấy gì, chẳng qua tin lời ngon tiếng ngọt của bọn yêu tà vô liêm sĩ mà chủ quan quả đoán. Lão phu nói vậy không sai chứ? Được, nếu sư thúc không tin lời con nói, vậy thì mời Thạch Cảm Đan đứng dưới kính chiếu yêu thì sẽ biết kết quả. Thạch Cảm Đan là Thái Sơn Thạch Thánh, là tam giới đại hộ pháp và Ngọc Đế khâm định, sao có thể cho các người bắt đứng dưới kính chiếu yêu như bọn yêu tà kia? Đúng là quá nực cười. Nhị Lang gia, tôi chấp nhận đứng dưới kính chiếu yêu cho tam thái tử xác minh. Thượng thần không thể bị bọn yêu tà nhỏ nhoi chế nhạo xem thường được. Nếu đã như vậy con phải đành chịu. Con biết pháp lực của sư thúc cao cường, nhưng con cũng không thể tự hạ thấp mình. Thúc có 500 thảo đầu thần, còn có 5.000 thiên binh thiên tướng, thịt đánh cứ đánh, không có gì phải sợ. Nói hay lắm, tên tiểu súc sinh tiếp tay cho giặc. Chạy đâu, hãy tiếp chiêu đi. Nè, đừng đánh, đừng đánh mà, đừng đánh. Cứ mặc kệ ta, mau ngăn cản họ lại đi. Trời ơi, cô nói nghe nhẹ nhàng lắm, họ sắp trận thì có ai ngăn cản được chứ? Trời đất, đốt. Tiểu tặc tiếp chiêu. Tiểu tặc, đây là do lão phu nghĩ đến giao tình năm xưa mà nương tay cho, tha chết cho con. Con phải cẩn thận.
Lên! Ai Nhi đâu? Xông lên cho ta! Phải bình tĩnh, đừng rút lui. Không được rút lui. Chủ soái vô dụng, hại chết ba quân. Không ai ngờ rằng cho dù là thiên binh được huấn luyện bài bản nhưng không thể đỡ được một đòn nào hết hả? Vì Lan gia đều là người một nhà, sao lại sắp trận với nhau? Tiểu Lan vô tri, ngang nhiên dám chống đối với ta. Hôm nay phải cho nó biết lợi hại của quán khẩu chúng thần. Nhị Lan gia, ngài đúng là con người cao ngạo. Rõ ràng là chuyện có thể nói rõ ràng với nhau, nhưng cứ phải làm lớn chuyện như vậy. Tam thái tử đó cũng bị yêu tà qua mặt mà thôi. Đây không phải là ý của huynh ấy. Một khi tố cáo với thiên đế, huynh ấy nhất định sẽ bị trọng phạt. Nhị Lan gia, dù sao tam thái tử cũng là bạn thân của ngài, nhưng khi không lại bị triều đình trọng phạt oan uổng, ngài không cảm thấy thương xót hay sao? Giả lại, người thân buồn, kẻ thù vui. Đúng ý của Thẩn, Cửu Anh và cả Cự Hát nữa, họ đang cười thầm trong bụng đó. Về chuyện này, lão phu chưa từng nghĩ đến. Cậu nói rất có lý, nhưng nay đã phát động chiến sự rồi, làm sao ngăn cản đây? Chuyện này do tôi gây ra, tôi không thể đứng nhìn hai bên đổ máu chết chóc mà không can thiệp vào. Hả? À, cậu có cách hay gì? Nhị Lan gia, chuyện này có thể giao cho Cảm Đan xử lý được không? Mở dừng tay, tôi có chuyện nói. Xin mời Na Tra Tam Thái Tử bước ra nói chuyện. Thạch Cảm Đan, ngươi còn gì để nói? Tôi có lời đề nghị, chẳng hay Tam Thái Tử có muốn nghe hay không? Được, ngươi nói. Tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ tôi tranh chấp với lại Thạch Cửu Linh. Có thể cho chúng tôi tự giải quyết với nhau được không? Giải quyết cách gì đấy? Chỉ ý cậu ấy là sao? Tôi cũng không rõ nữa. Chẳng lẽ quân ấy đi tấn công Thủ Dương Sơn Trang sao? Cái gì? Vậy Thạch Cảm Đan, tự giải quyết lấy ý là sao? Có lẽ Tam Thái Tử cũng biết Thạch Cửu Linh dựng lên Thủ Dương Tam Trận ở trong Sơn Trang, nói cho dễ nghe là để đối phó với Thạch Cảm Đan tôi, thật ra là để canh giữ số lượng dương nam trinh nữ và con nít. Câu tự giải quyết lấy do tôi vừa nói, đó là do Thạch Cảm Đan tôi dẫn theo huynh đệ tấn công vào Thủ Dương Tam Trận, và đối phương chỉ có Thạch Cửu Linh họ được phép ứng chiến thôi. Hai bên không được nhờ ai giúp đỡ. Được, Thạch Cảm Đan, câu này do ngươi nói đó nha. Nếu vậy, quân tử nhất ngôn. Tên Thạch Cảm Đan này đúng là quá gan lì rồi. Trời ơi, nguy rồi. Chẳng những cho có quân ấy đi nộp mạng mà còn để bắt chúng ta hy sinh luôn đó. Thôi đi, đừng nói nữa. Quân là đàn ông nhưng lại hoảng hốt như vậy, quân không thấy mất mặt sao? Ê, mất mặt thì không sao, mất mạng nó mới quan trọng đó chứ. Đừng quên rằng chúng ta là huynh đệ sinh tử. Nếu như đại ca đã nhận lời, chúng ta nhất định phải theo, nếu không sẽ bị chê cười. Trời ơi, đại ca, để chỉ biết có đại ca thôi à. Đại ca mang đệ đi bán á, đệ cũng chấp nhận sao? Nếu đại ca cho rằng là đúng thì đệ sẽ chấp nhận. Đệ, trời ơi, mấy người á đúng là ngốc đến cố chấp luôn á. Thế nào là ngốc cố chấp chứ? Ngốc cố chấp hả? Đó là vừa ngốc vừa cố chấp đó. Tam Thái Tử, câu vừa rồi tôi vẫn chưa nói hết. Ngươi còn nói gì nữa? Nếu như tôi thắng được, mong ngài cho phép chúng tôi dẫn quân khám xét Thủ Dương Sơn Trang, tìm lại số dương nam trinh nữ và cả con nít đó. Được, chỉ cần ngươi thắng
Như vậy chứng minh Thạch Cửu Linh không phải tam giới đại hộ pháp và Ngọc Đế Khâm Định. Không cần ngươi nói, chúng tôi lập tức dẫn binh đi khỏi đây. Ừ, nếu vậy quân tử nhất ngôn. Quân tử nhất ngôn. Hay lắm, chúng ta quyết định vậy đi. Thạch Cảm Đan, ngày mai trời sáng ta chờ ngươi trong trận. Nếu như hai bên đã thông qua, vậy phiên Tam Thái Tử ra lệnh rút binh, ngày mai trời sáng chúng tôi đến đó công trận vậy. Giống trống lui binh. Dạ. Nhị Lăng gia, làm phiền ngài lui binh. Ừ.